cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh Ghe Hàng Vlog. Giờ mình chuẩn bị nấu cơm nè. Bữa nay thì mua được ít cá rô nè, mình sẽ kho bầu. Ăn chung thì có đậu bắp, mà mình sẽ xào tỏi với rau lan mình sẽ luộc. Cà bắp ha. Cà bắp. Cá rô mình sẽ kho chung với trái bầu. Cà bắp ăn trước mình cũng có trồng nữa, nhưng mà chưa có trái nhiều, cũng có một hai trái. Một lon sẽ ướp cá rô trước. Cá rô này mình có cho thêm một ít nước màu, thêm ít đường. Bên đây mình có chuẩn bị hành với hành tím với ớt. Chút xíu mình sẽ cho vô luôn. Cá rô mình kho bầu thì mình kho kiểu hơi lạc lạc ha. Mình chấm rau cũng được, chấm đồ xào cũng được, hay là mình chấm với gỏi ăn cũng được. Ui, sẽ cho thêm nước mắm. Mắm thì nhiều ha. Tại hồi mình để nước vô. Nó lạc rồi. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Cái này ở quê mình nực hầm dữ lắm luôn. Có gió mà nắng nhiều. Ở sau lưng mình đang mở cái quạt để quạt cho nó hơi có không khí, nó thoáng chút xíu. Ở ngoài hè thì cũng có gió nha. Nhưng có cái mình ngồi đây nó bị hơi phớt gió. Mình trộn đều lên rồi mình trở qua trở lại cho cá mình nó thấm hết những gia vị mình nêm vô. Có 300g cá mà thấy nó nhiều quá nè. Cá này ngoài chợ người ta bán nhiêu ký ta? 80 ngàn. Cá đồng nó hơi mắc hơn cá nuôi. Cái này 300g ha. 300g nè. 300g thì hơn hai mấy ngàn. 300g hai mấy ngàn. Cá này thì mình mua thì người ta đã mang sẵn cho mình nè. Người ta sẽ bỏ đầu. Là phần cá rô thì chỉ có đầu. Mình chiên mới lấy đầu được phải không? Lấy mà lấy ăn ít là tại vì cái đầu cái rô nó cứng lắm, đâu có mềm, cũng không có thịt để ăn. Mình chiên giòn mình cũng không lấy luôn hả? Chiên giòn cũng không lấy, nó cứ ngắt hả? Đầu nó không có thịt. Ướp xong thì mình lạc gao. Mình xào đậu bắp trước, cái bắp mình kho. Đậu bắp thì mình trồng lên trước cũng cả chục ngoài cây vậy đó, nhưng mà chưa có trái nhiều. Ăn sao mình thì nguyên một cái vườn chuối bây giờ nó đã lên bự nè. Lúc trước thì nó nhỏ xíu. Mà đây mình chuối ngự nhiều, chỉ có một quầy hai quầy chuối sim. Còn đa phần là chuối ngự. Đậu bắp mình xào tỏi ha. Còn tép mỡ thôi. Tép mỡ hết rồi. Thảo ăn hai quận hết. Đậu bắp mình xào tép mỡ cũng ngon. Đậu bắp trái nhỏ mình cắt đầu miếng gì được à. Đậu bắp này mình đang sống cũng được nè, luộc cũng được nè, xào cũng được, nấu canh cũng được. Ngon nhất là mình nấu canh hoặc là mình nướng ha. Nướng ngon. Nướng ăn nó ngọt. Giờ này mình cũng rửa gà rồi trời. Lúc đầu này chuẩn bị xào đậu bắp trước. Đậu bắp này thì mình xào cũng cho dừa thôi ha. Chứ đâu có xào cho nó mềm. Đậu bắp thì nó nguội đó, nếu mà mềm quá là bắt đầu nó bị nhớt. Với nó mềm ra ha. Ăn nó sẽ bị ngán. Vừa chín tới thì ăn nó giòn và nó ngon. Mình xào cho tỏi hơi vàng hơi thơm lên. Rồi bắt đầu mình sẽ cho đậu bắp vô luôn. Đậu bắp vô nổ dữ ha. Còn hơi nước ha. Trà tăng lên thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị cho gia vị vô luôn ha. Để cho đậu bắp mình nó thấm gia vị, ăn nó sẽ ngon hơn. Cho vô miếng nước. Miếng nước ha. Lần này thì cho vô miếng nước để cho đậu mình nó chín. Nước xong thì mình sẽ chuẩn bị cho đồ nêm vô. Cho mà cái bột ngọt nè. Đường.
nêm. Này làm tính mình chặt cho miếng tương đi cho nó thơm. Cái này mình khỏi cần để nước mắm nè, cũng không cần để nước tương luôn. Nước tương thì chút xíu mình sẽ để sau, xong mình sẽ xào đều lên. Cái này mình xào lửa cũng lớn nha. Lửa lớn cho cái đậu bắp mình nó xanh. Cái này mình thấy đậu bắp nó xanh nha. Vừa có cái phần hồi nãy khi mà mình để trước đó nó bị hơi cháy nha. Cháy hơi sầm sầm dạng. Tỏi à? Cái trái đậu bắp mình á, có mấy trái nó bị sầm sầm ha. Cái sầm sầm là chưa lên xanh á. Chưa lên xanh hả? Rồi bao giờ nó mới lên xanh được màu xanh? Chín rồi nó mới lên xanh. Thì mình tưởng nó bị cháy à. Rồi mình để đó mình xào tới khi nào chín thôi nha. Cái chín thì mình xịt cho nó tương rồi. Tỏi, ớt với hành là vô ăn thơm nữa. Đậu giác này cũng gần chín nè, mình sẽ cho hành vớt vô. Rồi sẽ cho thêm một xíu nước tương. Đồ xào thì mình thấy để nước tương nó sẽ hợp lý hơn mình để nước mắm nè. Tương nó thơm nè. Để chín hành nữa là được rồi đó. Tại vì đậu bắp mình vừa chín tới rồi. Một món ngon sắp sửa được sinh ra. Cái món này mình ăn hoài nó không bị ngán nè. Dễ ăn. Chín luôn phải không? Chín luôn thì bây giờ Út Lon nhắc cái nồi à, nhắc cái chảo đậu bắp xuống thì bây giờ mình sẽ để cái nồi cá lên kho. Bầu thì mình sẽ sắc miếng bự bự ra, chứ không có sắc nhỏ như mình nấu canh. Còn này non dữ luôn á. Non hả? Ừ. Nó hộp nó xíu. Ừ. Mình thấy nhiều quá chừa lại nổ cháo được. Cá rô khas. Cá rô sau khi mình để lên lửa nóng á thì bắt đầu mình sẽ chở cá lại. Để cho cá mình nó thấm đều và nó chín đều luôn. Một lon thì hồi nãy có chia đường trái dừa hả? Chia ba cho. Chia ba. Bây giờ mình sẽ chặt ra. Dừa này chắc cũng già già ha. Dừa này già kho cá mới ngon. Ừ. Thường thì mình kho hoặc là mình nấu thì mình sẽ lựa dừa hơi cứng cứng chút xíu. Để cho trái dừa mình nó có cái vị hơi có ga phải không? Ngọt. Ừ, nó ngọt. Ngọt mình kho lên đồ ăn nó đậm đà hơn. Ừ. Thơm. Mình sẽ để ít đường lại. Bên đây mình cũng có trồng mấy cái dừa nữa mà dừa mình nó còn nhỏ. Mới trồng khoảng hơn năm. Chưa tới năm. Tháng 4, tháng 5 thì mới được là 1 năm. Có bao lâu nó mới ăn được? 3 năm. Dừa thường bao năm mới ăn được. 3 năm hả? Ừ. Mình cho vô luôn hay gì? Cho vô. Đổ. Ui. Hết trái luôn. Cái này mình kho lạc cho nên mình kho nhiều. Mà chưa đủ mình còn phải để thêm nữa. Nhiều đã dắt được rồi đó. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó sôi lên. Rồi đầu mình sẽ để bầu vô. Cái này nồi cá của mình cũng
sắc sắc lại. Một lon đang cho thêm xíu nước mắm tại hơi lạc ha. Xong thì mình sẽ cho bầu vô luôn. Cho bầu xong thì mình sẽ xơ đều lên. Cái này thì mình sẽ cho đậu ra ngoài gì để chuẩn bị dọn cơm ăn. Ở bên đây cá kho thì cũng sắp xong rồi. Chiều nay hai món cũng khá là đơn giản nha. Cũng cỡ hơn cả tuần nay đó, mình cũng chưa có nấu cơm. Ăn đám đi chơi suốt. Đây, có cần thêm một ít tiêu không? Tiêu nữa. Ừ, để cho nó sẽ thơm hơn. Nhìn nó cũng hấp dẫn hơn. Hai lát ớt nữa là đẹp luôn. Đó. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải trang trí nhìn cho nó hấp dẫn lên. Quá ngon. Cái rô kho bầu của mình cũng tương đối được. Một lon sẽ cho hành và ớt. Xong thì chín hành và ớt thì mình sẽ cho thêm một xíu tiêu. Để chút khi mình ăn nó sẽ gì có cái vị nồng nồng của tiêu. Ừ, hồi nãy mình hái tiêu xanh trước nha. Đó, cho tiêu vô là nhìn hấp dẫn ngay. Cơm liền. Rồi, và bây giờ mình sẽ dọn cơm ăn. Út Lon sẽ múc cá. Kho bầu này cá khác mình kho được không ta? Được, cá lóc, cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Cá rô phi. Cá chẽm đồ đó, kho cũng được. Cá mà mình kho bầu như vậy nè, là cái miếng bầu nó ngọt lắm nè. Đây, cơm chiều hai chồng mình cũng nấu rồi. Đây là đậu bắp mình xào với tỏi. Có mớ đập lan thì nãy tính luộc, mà không luộc đây sống luôn rồi. Còn đây là cá rô kho bầu, món chính trong ngày hôm nay. Mà cả nhà ăn cơm cùng hai chồng mình nha. Cả nhà ăn cơm nha. Giấc này thì ở đây cũng 5 giờ ngoài rồi đó. Không khí chiều thì nó đã mát rồi, không còn hắt nắng như giấc trưa nữa. Giấc trưa ở đây thì nắng, mình thì ở đây nhà lá cho nên nó cũng đỡ, chứ mùa này mà mấy cái nhà kia là thôi. Chan nước ha. Ừ, nó cá nó thơm ngọt, thơm nước dừa. Ừ, thơm nước dừa hả? Ừ. Thì mình khỏi nước dừa mà chứ lẽ thơm nước gì vậy? Ha. Dạ hơn cá ra là. Ôi rồi kìa, ôi xui. Mùa này cũng có gùi nữa. Thịt cá nó béo. Béo à? Ừ. Cái gô là nó béo hơn cá lóc nữa. Ừ. Nhưng mà nó hơi xương thôi. Cá gô là béo nhất ha. Ừ. Cái gô này người ta có cử mà, người mới xanh đâu rồi. Ăn được không? Cử. Cử hả? Ừ. Không ăn được ha. Hơi phong hả? Hơi phong hả? Ừ. Cái lóc người xanh ăn được bình thường. Uống rau này chấm. Đột lan này mà chấm chắc cũng ngon. Món này thì có rau với là đồ luộc rồi đó. Chấm là ngay bài. Hấp dẫn ha. Đột lan chấm ngon thơm. Ừ. Thơm mình à, ăn thử đậu nè. Đậu ở đây người ta trái cũng không bự không nha. Ta bán cũng nhỏ. Ở đây chắc rẻ luôn. Mười mấy ngàn ký không? Người ta cho má bọc má mình. À. Đồ từ hiện. Lóc nó giòn nó ngọt. Út Lon kiểu xào dừa chín tới á, cho nên nó còn giòn, ngọt. Ăn trúng ngay mấy hạt tiêu á, thơm. Cái con kho bầu. Món này là dễ ăn. Hình như ai ở miền Tây cũng đã ăn rồi món này thử. Bầu ngọt. Dễ hơn cá. Không nhấp hết. Dễ ăn miếng. Miếng này có một phần thịt nè. Cá thịt dày ha. Ừ, thịt dày nhưng mà không trắng ha. Cặp chung với cơm. Rồi mời cả nhà nha. Xương thịt cá
dẻ ha. Khá dẻ, thịt ngọt mà đều hơi xương. Tỏi bùi thơm. Xào tỏi mà tỏi nhiều như nè, ăn nó mới hấp dẫn. Tao nói ăn tỏi tốt mà ăn nhiều quá nóng ha. Tỏi hơi nóng. Ngon ha. Này có ai mà nấu nước mắm cho người ta chấm cá lên mà? Có chứ, mấy người ta ăn mặn mặn. Kiểu như cá mình kho này nó không được mặn không nha. Ông bà chắc chắn là ông gót nha. Là dạng ít mặn rồi. Ông bà xưa. Bây giờ đang mặn quá, cao áp. Con này nếu mà mình nghĩ lấy đầu ăn cũng được. Mềm. Ăn mỏi đầu không có gì để ăn. Thương không ạ? Kiểu ngốc ngốc nước. Béo. Món này ngon nè. Món này mình xào nước tương gì vậy? Là mấy người ăn tương chúng ta ăn được chứ? Nhưng mà xào mình xào nước tương sẽ ngon. Nước tương thì sẽ dành riêng cho mình xào đồ luôn. Nước mắm mình để vô sợ nó mặn quá. Hơi xương mà ngon. Cái này mình ăn chanh được không? Được. Chua chua đấy ha. Chua. Nó như cá mình kho lạc, kho lạc. Cái giác rồi đó, kho me rồi đó. Thương dữ luôn. Cột lan này chứ nếu mà mình luộc á mình ăn được nhiều hơn mà mình để sống nha. Luộc mình đắp một đũa mà rồi ba ông cộng. Có lẽ mình sẽ bây giờ ăn bữa cơm cũng ngon rồi vậy. Thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc clip ở đây. Thì nào có xem được clip của mình nè. Thì đừng quên cho mình một like, share cũng như đăng ký kênh nha. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau.